Vâng, chào các bác nhá. Tiếp tục là bộ combo khá là VIP của chú Trường ở bên Thanh Oai, Hà Nội. Bộ của chú Trường thì gồm một đẩy 4800 Pro này, và một vang 360 này, một nâng tiếng này, một mic 321 này, một cặp loa B12 này, và một con siêu trầm 560 Plus. Đây, anh em đang đến gần đến nhà chú Trường rồi. Một lát nữa là đến nhà chú Trường thì sẽ có video cận cảnh của bộ dàn cực là VIP của chú Cường nhé. Các bác cùng theo bước chân của anh em Zika chúng em ạ. Vâng, anh em Zika chúng em đã lắp đặt xong cho chú Trường ở bên Thanh Oai, Hà Nội, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội. Ở nhà chú thì cũng vừa mới làm xong rồi, đang hoàn thiện luôn. Chưa kịp chuyển đồ đạc thì đang để tạm bộ dàn ở đây ạ. Chú Trường thì sở hữu cho mình một cặp B12. Cặp B12 rất là đẹp ạ. Tiếp đến là con đẩy D4800 Pro, một bộ vang K360, một nâng tiếng và một bộ mic WF321. Cuối cùng là một con siêu trầm 560 Plus. Dàn karaoke này thì cực kỳ là VIP rồi. Chú đang hát test thử karaoke đây. Các bác lắng nghe nhé. Karaoke rất hay, rất ngọt ngào. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp với Zika chúng em thôi.